thì có rất nhiều quán cà phê đóng cửa, tạm ngưng hoạt động ở con đường Hồ Hảo Hớn này, con đường Nguyễn Khắc Nhu này. Chúng ta thấy có rất nhiều cửa hàng đóng cửa, tuy nhiên ghế chất đóng đóng, không còn ai mua nữa. Xôi mặn của cô cũng đó, những quán bar này, hôm trước là Miss Sài Gòn nè, lúc trước rất là ồn ào, náo nhiệt, bên đây cũng vậy nè. Mấy người Tây thì lúc trước họ không có đeo khẩu trang, nhưng mà khu vực này phong tỏa, đóng cửa ra, khu vực hạn chế ra vào rồi nè. Video clip không nhằm mục đích tô đậm hay là bêu réo sự thật, mà chỉ là những hình ảnh nó mang tính chất thực tế và chia sẻ đến anh chị và các bạn. Nếu mà chúng ta ở một nơi xa xôi nào đó thì chúng ta xem được video clip thì cũng biết được cái tình cảnh của đất nước, của quê hương ngày hôm nay diễn biến ra sao trong cái mùa dịch này. Ký túc xá của Đại học Kinh tế, rồi đến Rai Station, đó chính là lò bánh mì Bạn Kim ngày xưa đó, đối diện rạp. Xin chào buổi tối đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Cô Mắc giao với Nguyễn Khắc Nhu, và bên cánh trái chúng ta đó là nhà truyền thống sân khấu cải lương. Và theo thẳng hướng Nguyễn Khắc Nhu này, chúng ta sẽ đi ra chợ Cô Giang, ra đường Cô Giang ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì chợ Cô Giang không còn như ngày xưa nữa ha, chỉ là những anh chị buôn bán nhỏ lẻ trong nhà thôi, không còn hợp lại thành một cái chợ nữa. Và tối nay thì như mọi ngày em cũng hay đi dạo vòng vòng ở nhà, gần gần nhà nè, và đi vòng vòng ở khu Cô Bắc này. Nhưng mà tối nay hôm nay chắc mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang với em theo con đường Nguyễn Khắc Nhu, đi ra Nguyễn Cư Trinh rồi vòng qua Bùi Viện ha, rồi mình đi về qua con đường Đề Thám, và thẳng hướng này đó là Nguyễn Khắc Nhu đi ra rạp Hưng Đạo, và bên cánh phải chúng ta đó là đường Cô Bắc đi ra chợ Cầu Muối, đường Nguyễn Thái Học, cầu Ông Lãnh. Cuối đường thì có ngôi chợ rau của ngày xưa đó, chợ rau cải, chợ đầu mối đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng vắng lặng rồi, không còn đông đúc như ngày xưa nữa. Có lẽ chưa bao giờ Sài Gòn lại vắng vẻ như lúc này. Và hôm nay thì như các anh chị cũng đã biết thì tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn cũng đang diễn biến phức tạp. Nhà nước cũng đang khuyến cáo và dùng mọi biện pháp để ngăn chặn cũng như sự chữa trị, cách ly để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Và người dân ở Sài Gòn cũng góp chung tay để đẩy lùi cái đại dịch này. Như chúng ta thấy thì có rất nhiều quán cà phê đóng cửa, tạm ngưng hoạt động ở con đường Hồ Hảo Hớn này, con đường Nguyễn Khắc Nhu này. Tôi thấy mỗi khi thì có quán cà phê, quán phở, mọi người ngồi đây hóng gió rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy vắng lặng, và quán hủ tiếu bên đường thì cũng vắng luôn. Một sự ảnh hưởng đến toàn cầu, toàn khu vực, không riêng gì một ai hết ta. Video clip không nhằm mục đích tô đậm hay là bêu réo sự thật,
mà chỉ là những hình ảnh nó mang tính chất thực tế và chia sẻ đến anh chị và các bạn. Nếu mà chúng ta ở một nơi xa xôi nào đó thì chúng ta xem được video clip thì cũng biết được cái tình cảnh của đất nước, của quê hương ngày hôm nay diễn biến ra sao trong cái mùa dịch này. Và cũng cầu mong cho đại dịch này sớm đi qua để tất cả chúng ta đều có một cuộc sống tự do. Tự do mua sắm, tự do đi lại, tự do quay phim để chia sẻ nhiều hơn với anh chị và các bạn. Vì cái dịch này thì cũng có rất nhiều anh chị định về nước nhưng mà không có về được nè. Sự ảnh hưởng cũng khá lớn. Trước mặt chúng ta đó là rạp Hưng Đạo ngày xưa nè, thì cũng là rạp Trần Hữu Trang ngày nay, rạp hát Trần Hữu Trang. Và bên kia là con đường Nguyễn Cư Trinh, rồi ngay góc Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Cư Trinh nè. Chúng ta sẽ đi qua đường nha. Theo các thông tin báo đài đăng thì là những cái nhà hàng, quán bar, vũ trường, karaoke ở khu Tây thì sẽ tạm ngưng cho đến hết tháng 3 này. Và mọi người cũng đồng tình ủng hộ. Chúng ta cùng đi xem như thế nào ha. Còn các quán bar có hoạt động ra sao trong cái thời điểm này. Chắc có lẽ thời điểm này là thời điểm mà có rất nhiều anh chị, rất nhiều các bạn không có việc làm. Đó, phía bên kia là đường Nguyễn Cư Trinh. Rất là khó khăn khi mà không có việc làm, không có thu nhập ha. Thì cuộc sống trở nên mệt mỏi hơn. Khi mà Sài Gòn không có đông á, thì những anh chị bán vé số, những ông bà, cô chú bán vé số cũng vất vả luôn, họ bán không có được. Thay vì em cũng hỏi thăm rất nhiều người á, tại vì mấy nay em cũng tìm một cô bán vé số nên thành ra cũng hỏi rồi mua ủng hộ, rồi mấy người cũng chia sẻ là bán rất là chậm, bán được có phân nửa so với lúc trước. Lúc trước thay vì bán 100 tờ nhưng mà dạo này bán có 50-70 tờ thôi. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Cư Trinh ha. Mình sẽ vòng qua đường Cống Quỳnh. Ngay đây có vòng xoay Cống Quỳnh nhỏ nhỏ, vòng xoay Nguyễn Cư Trinh nè. Đường phố rất là vắng vẻ, mát mẻ. Đi bộ rất là thoải mái ha. Ở thời điểm này chắc có lẽ ai cũng quan tâm đến cái cần thiết nhất, đó là sức khỏe. Nhân đây em cũng xin chúc đến tất cả anh chị và các bạn lúc nào cũng khỏe mạnh để đẩy lùi cái con virus này. Ở Sài Gòn thì cũng có mấy chung cư tạm cách ly để ngăn ngừa sự phát tán. Hộp gà nước, hộp dịch lộn, hộp dịch sữa.
như là chung cư Hòa Bình ở đường Lý Thường Kiệt nè. Với lại những khách sạn, ở quận nhất có một vài khách sạn nữa. Chúng ta đang đi đây là con đường Cống Quỳnh ha, đường Cống Quỳnh ngày xưa, không phải ngày xưa mà mấy 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 tuần về trước thì có rất nhiều quán nhậu, nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy nè, quán Ốc Trang không có đông lắm. Hồi bữa này thì đâu có ai đi nhậu gì đâu, rất là khó khăn cho việc buôn bán. Nhưng mà biết sao được, hy vọng là các anh chị và các bạn cũng cố gắng vượt qua cái giai đoạn này nha. À, bên cánh trái chúng ta đó là trường Hưng Đạo ngày xưa, và cũng là trường Chu Văn An ngày nay. Đi thẳng thì chúng ta sẽ đến ngã năm Thái Bình, và nơi đó có hội Dục Anh ngày xưa đó. Chúng ta đang đi vô đường phố Tây, Ba Lô, phố đi bộ. Nhưng mà có lẽ ngày hôm nay thì không còn hình ảnh đi bộ nữa, xe chạy thoải mái rồi. Cũng chúng ta thấy có rất nhiều cửa hàng đóng cửa, tuy nhiên thì cũng có vài nhà hàng cũng mở cửa. Tại vì những nhà hàng này thì mở cửa khoảng tầm 9, 10 giờ, 11 giờ là người ta nghỉ rồi. Còn ngày xưa thì quán nhậu xuyên đêm. Ghế chất đóng đóng. Không có quá nhiều tiếng nhạc sập sình. Không có nhiều tụ điểm để vui chơi như những ngày trước nữa. Chúng ta thấy hình ảnh nó tĩnh lặng ghê chưa. Những hàng quán, những bar, những club, những karaoke, đèn đuốc cũng tắt hết, không có nhiều sắc màu như những tuần về trước nữa. Hy vọng là hai tuần qua lẹ ha, để chúng ta hoạt động lại bình thường và kinh doanh lại. Okay. Vẫn không còn ai mua nữa. Xôi mặn của cô cũng mấy bãi xe cũng trống trơn. Và đang ở đây là giao lộ Bùi Viện với lại Đỗ Quang Đỗ nè. Thẳng Đỗ Quang Đỗ mình sẽ đến đường Bùi Chu, cũng như là Tôn Thất Tùng ngày nay đó. Có một đoạn công viên mà ngày xưa là công viên mình không qua thẳng được Tôn Thất Tùng, nhưng mà ngày nay thì công viên được mở thẳng qua bên kia luôn, bên kia nhà thờ Nguyễn Sĩ luôn. Vắng thế này thì mấy em biểu diễn mấy trò phun lửa rồi đó,
cũng không có thu nhập luôn. Nhưng mà chúng ta cũng phải ráng chứ sao giờ. Để thôi là lây nhiễm hết tất cả, còn sức thì còn tạo ra được ha. Khi mà không còn sức nữa thì bao nhiêu tiền cũng không đủ để cứu vãn. Thì không biết những chủ nhà ở đây thì có hỗ trợ cho các quán bar nhà hàng này hay không. Chắc có lẽ là ai cũng phải chung tay hỗ trợ ha. Chứ bây giờ không có thu nhập thì lấy đâu ra trả tiền nhà. Đó, những quán bar nè, hôm trước là Miss Sài Gòn nè. Hôm trước rất là ồn ào, náo nhiệt. Đó, bên đây cũng vậy nè. Lần đầu tiên trong rất là nhiều năm mà phố Tây có cái lối đi bộ thông thả như bây giờ. Chúng ta thấy ghế chất đóng đóng. Nói chung là nhà nước cũng rất là cân nhắc khi mà ra cái quyết định này. Tự vì ra quyết định này thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người, nhưng mà bây giờ vì cộng đồng chúng ta phải đành chung tay thôi. Mấy mặt tiền ở đây thì có giá 5-10 ngàn đô là chuyện bình thường ha. Ở đây rất là có giá. Mấy người Tây thì lúc trước họ không có đeo khẩu trang, nhưng mà tới bây giờ thì họ đã hiểu rồi, họ đã thấm rồi, ai cũng đeo hết trơn. Vì họ thấy là cái sự nguy hiểm của nó, của con virus này đến mức nào. Nhưng mà chúng ta biết cách phòng tránh thì chắc có lẽ không đến nỗi nào đâu ha. Và cái sự nhiễm, nếu mà bị nhiễm thì điều trị kịp thời thì cũng không ảnh hưởng gì, không đến nỗi nào. Ngày xưa thì có lẽ họ không đeo khẩu trang là vì họ nghĩ khi nào bị nhiễm, bị bệnh rồi mới đeo. Nhưng mà đặc thù của cái virus này thì lúc mà mình bị nhiễm thì mình không có biết. Chính vậy nên mình phải đeo để bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ người thân. Chứ không phải đeo là bệnh đâu ha. Là ủy ban của công an phường. Có anh nhà báo phỏng vấn. Tối thui cả khu vực. Bữa nay cũng đóng cửa luôn rồi. Hầu như những cái nơi tụ điểm quán bia đồ là đóng cửa, còn quán ăn thì vẫn mở cửa ha. Nhưng mà với tình hình này thì quán ăn cũng chết dở luôn. Buffalo hay là Racy hay là CO2, tất cả đều trong tình trạng turn off. CO2 nè.
Những mặt bằng ở đây thì có giá từ 100-200 triệu một tháng đó, tương đương với cả 10.000 đô. Đi thẳng đề thám này chúng ta sẽ đi ra bến Trương Dương. Thôi chúng ta sẽ đi ra hết đường Bùi Viện nha, rồi chúng ta sẽ kết thúc video ở con đường Trần Hưng Đạo. Đó, thẳng đường đề thám này là mình sẽ ra công viên 23 tháng 9 nè, Phạm Ngũ Lão. Khu vực phố Tây thì nó có đường trục đường đề thám, trục đường Bùi Viện với lại Phạm Ngũ Lão. Đáng lẽ hôm nay cuối tuần thì chủ nhật thì phố sẽ đi bộ, nhưng mà khi mà có lệnh thì tất cả ai vào nhà nấy, ai về nhà nấy, cửa đóng then cài. Nó buồn cho những anh chị, những em làm ở những cái ngành nghề này, buôn bán không được, khách khứa không có, lương bổng cũng sẽ không luôn. Khu vực này phong tỏa, đóng cửa rồi, khu vực hạn chế ra vào rồi nè, ở con hẻm nhỏ chùa An Lạc. Xin lỗi anh chị, hẻm chùa An Lạc là hẻm này, nhưng mà ngày nay thì không có bàn ghế bán buôn gì hết, chỉ là lối đi thẳng qua bên Phạm Ngũ Lão thôi nè, ra công viên 23 tháng 9, chợ dưới lòng đất. Thẳng ra kia là đường Trần Hưng Đạo nè, đến trường Nam Sinh, Nữ Sinh, rồi chợ Bến Thành. Chúng ta đi theo hướng này là đi về đường Đề Thám lúc nãy nè, đi ngang qua lò bánh mì Vạn Kim ngày xưa. Ngay đây, ngay mũi tàu này cũng có một cái beer club, nhưng mà tất cả đều chung số phận. Bây giờ thì ai cũng ngại tiếp xúc với người lạ hết á, tại vì không họ không biết người đó từ đâu đến. Tốt nhất mình hạn chế tiếp xúc ha. Bên kia đó là lò bánh mì Vạn Kim, nếu cô chú anh chị và các bạn có xem đến đoạn này thì chắc có lẽ hình dung được cái địa điểm của ngày xưa. Ở kế bên thì có ký túc xá nè, ký túc xá của Đại học Kinh tế, rồi đến Rai Station, đó chính là lò bánh mì Vạn Kim ngày xưa đó, đối diện rạp Nguyễn Văn Hảo. Gai tây sình bán quần áo. Đi tới một tí thì có giao lộ Đề Thám, Tinh Lành. Rồi bên đây là rạp Nguyễn Văn Hảo, ngày xưa cũng là rạp công nhân ngày nay. Bây giờ thì các rạp khác cũng rạp chiếu phim rồi cũng tạm ngưng tất tần tật, chờ hết dịch tất cả đều chung tay phòng chống dịch.
Rồi, một số hình ảnh chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Hy vọng qua thông qua video clip cũng gửi một chút xíu tình hình của Sài Gòn đến anh chị và các bạn ở một cái nơi phương xa nào đó. Chúng ta cũng hiểu được tình hình của Sài Gòn ngày nay như thế nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.